xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa. Đây là cách người dân phát triển sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, góp phần giảm nghèo. Việc chuyển đổi này phù hợp với yêu cầu đề án tái cơ cấu của ngành nông nghiệp, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh giá vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao như hiện nay. 7 công cam này, trước đây ông Nguyễn Văn Úc canh tác lúa. Xong, do khu vực đất nhà bị phèn, giá vật tư nông nghiệp ngày càng tăng cao. Trong khi giá lúa thường xuyên bấp bênh, cho lợi nhuận kinh tế thấp, nên ông chuyển sang trồng cam sành. So với cây lúa, lợi nhuận từ cây cam cao gấp nhiều lần, đầu ra cũng tương đối thuận lợi. Một công cam đó là coi như bình quân là coi như từ 10 tấn đến 12 tấn một năm. Còn cái vấn đề mà nói là coi như hàng tháng nó đã có lai gai, nó có hoài. Cái giá cam thì coi như nó là coi như cũng không phải là nằm ấn định là coi như một thời điểm cùng một giá. Theo tôi bình quân đó là coi như là một công cam là năm nó phải thu vô là từ 100 đến 150 triệu. Đó là coi như là bỏ chi phí rồi đó. Hiện bây giờ đó là coi như tôi đang chuyển đổi là coi như tôi lên là coi như thêm 16 công nữa. Mạnh dạng là coi như mình chuyển đổi thì coi như là nông dân mình nó là coi như phải phát triển vì vấn đề kinh tế gia đình. Nhằm chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái lâu năm, người dân còn chuyển sang canh tác màu chuyên canh hoặc luân canh cho thu nhập cao gấp 4 đến 10 lần so với canh tác lúa. Nếu mà mình làm lúa thì mỗi một vụ về thì trúng thì 2 triệu, còn 2 triệu rưỡi, còn 1 triệu à. Còn mình làm rau này nó một tháng một công vậy thì nó 2-3 triệu được, trúng thì 4 triệu. Là nó mình nhân lên 4 tháng là nó thu nhập nó cao dữ lắm. Tôi thấy kinh tế bình lúa nó năng suất nó không có nhiều, chi phí nó cao, không lợi nhuận cao đó. Rồi tôi mới thấy vậy tôi mới chuyển qua cây dưa tôi làm. Thì tôi làm cũng nhiều năm rồi, thấy cây dưa thì nó cũng có kinh tế hơn. Một công dưa thì nếu mà bình quân nó ổn định thì kiếm công cũng khoảng 4-5 triệu được, năm làm được 3 vụ. Toàn xã Xuân Hiệp có trên 1.500 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Trong số này hiện có gần 45% diện tích đất lúa kém hiệu quả, dương tạp được nông dân chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn trái lâu năm hoặc cây màu. Việc chuyển đổi này đã khai thác được tiềm năng lợi thế đất đai ở một số khu vực trong xã, đa dạng hóa cây trồng, tăng thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác. Đây là điều kiện để Xuân Hiệp nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng vào cuối năm nay. Chuyển đổi những cái diện tích màu, diện tích ruộng kém hiệu quả để sang trồng màu và trồng cây ăn trái. Bước đầu thì cho thu nhập từ cây cam sành, một số diện tích trồng trước thì đạt lợi nhuận là cao là từ 4 đến 5 lần so với trồng lúa. Rồi đối với rau màu thì đặc biệt là cây rau nhút, sau khi mà trừ chi phí lợi nhuận là 1 hectare là khoảng 250 đến 300 triệu đồng trên hecta trên năm. Từ cái chuyển đổi mục đích có hiệu quả như thế thì đã góp phần là giải quyết cho số lượng lớn là lao động tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập. Phấn đấu là cuối nhiệm kỳ là 2025 sẽ là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn mà quan trọng đã từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất truyền thống của người dân trước đây là độc canh cây lúa, sản xuất 3 vụ lúa mỗi năm, cho thấy nông dân giờ đây đã linh hoạt chủ động hơn trong sản xuất, phục vụ mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.